Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và lời đầu tiên, Lê Hoàng xin cảm ơn đến quý anh chị và các bạn trong thời gian vừa qua luôn yêu thương, ủng hộ cho Lê Hoàng và đặc biệt là đăng ký kênh YouTube của Lê Hoàng Studio. Trong khoảng thời gian vẹn vẹn Lê Hoàng làm YouTube cũng không có dài thì anh chị và các bạn đã ủng hộ đăng ký kênh được 21.000 người đăng ký, thì nhiêu đó thôi cũng là một cái niềm khích lệ đối với một cái kênh bán hàng như của Lê Hoàng Studio. Thì Lê Hoàng bán hàng cũng đã trên 3 năm rồi, bán rất nhiều sản phẩm cho anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Và kênh YouTube thì Lê Hoàng thành lập được hơn 2 năm, tại vì trước đó là Lê Hoàng bán hàng trên Facebook hoặc là Zalo. Và sau này thì Lê Hoàng đã chuyển lên YouTube để chia sẻ những sản phẩm trên đó cho anh chị và các bạn, rất nhiều sản phẩm về sao cạc, micro thu âm, vân vân rất là nhiều. Và trong suốt thời gian vừa qua thì anh chị yêu thương, ủng hộ kênh YouTube của Lê Hoàng và đã đạt được 21.000 người đăng ký trên đó. Thì Lê Hoàng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và hy vọng là trong thời gian tới anh chị và các bạn vẫn yêu thương và đăng ký cho Lê Hoàng. Mặc dù là trong suốt thời gian Lê Hoàng hỗ trợ cho anh chị và các bạn vẫn còn nhiều thiếu sót, đôi khi chậm trễ, làm cho anh chị không vui. Nhưng mà Lê Hoàng cũng đã cố gắng hết mình và cũng được anh chị thông cảm. Thì thông qua clip này Lê Hoàng cũng muốn gửi lời cảm ơn cho anh chị và các bạn. Và cái điều chính mà Lê Hoàng muốn nói là Lê Hoàng trong thời gian vừa qua lúc hỗ trợ cho anh chị và các bạn thì có một cái câu chuyện như thế này, là có một vị khách liên hệ cho Lê Hoàng. Ủa Lê Hoàng ơi, sao mà mua hàng cho bên Lê Hoàng xong rồi không thấy Lê Hoàng hướng dẫn gì cả? Lê Hoàng mới hỏi là ủa, anh chị mua hàng bên Lê Hoàng thì đa phần là mua trên Zalo hoặc Facebook á, thì hoặc số điện thoại. Thì khi mà Lê Hoàng có nói là khi anh chị nhận hàng xong á thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng để Lê Hoàng hướng dẫn cho. Thì đa phần những anh chị nào mà vừa nhận hàng xong là người ta nhắn tin cho Lê Hoàng một tiếng liền, để Lê Hoàng sắp xếp xong việc là Lê Hoàng hướng dẫn lại liền. Thì đa phần là Lê Hoàng đều biết anh chị nhận hàng khi nào. Có một vài anh chị thì nhận hàng lúc nào đó xong rồi liên hệ lại cho Lê Hoàng, xong rồi có nhiều người chửi luôn, nói tại sao mua hàng rồi mà mấy ngày nay không hướng dẫn. Lê Hoàng mới hỏi ủa anh chị mua hàng ở đâu, thì mới kêu là à đây cái đơn hàng, đây đơn hàng H9 với lại một cái dây lai ba màu mà nó không phải M2, một cái dây nhái dây nào đó. Xong Lê Hoàng mới hỏi là ủa cái này anh chị mua ở đâu, người ta mới kêu là mua của Lê Hoàng chứ ở đâu. Lê Hoàng mới kêu là anh chị cho Lê Hoàng xem cái tem được không. Thì lúc đó anh chị đó chụp cái sản phẩm thì không có một cái tem nào của Lê Hoàng hết. Và Lê Hoàng mới nói ủa không có tem sao là nói là hàng của Lê Hoàng được. Thì người ta mới kêu là cái này là tôi mua ở trên Shopee, và cái shop ở trên Shopee đó tên là Lê Hoàng Studio, thì của Lê Hoàng chứ của ai. Và cái người bán còn nói là sau khi mà nhận hàng xong gì đó thì nhớ liên hệ cho cái kênh YouTube Lê Hoàng Studio, đó là kênh của chúng tôi, để chúng tôi hướng dẫn cho anh chị và các bạn. Thì thật ra thông qua clip này Lê Hoàng muốn nói với anh chị và các bạn là Lê Hoàng không có bán hàng trên Shopee, Lê Hoàng không có bán hàng trên Lazada, Lê Hoàng không có bán hàng trên Tiki, Lê Hoàng không có bán hàng trên Sen Đỏ. Ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này để khẳng định lại với quý anh chị và các bạn, Lê Hoàng chỉ bán hàng qua một cổng thông tin duy nhất, đó là kênh YouTube chính thức của Lê Hoàng Studio mà anh chị và các bạn đang xem. Và trên kênh YouTube này Lê Hoàng có để số điện thoại là 0989737960, Zalo 24/24, thì có nghĩa là anh chị có thể liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại cũng được, hay là Zalo của Lê Hoàng cũng được, qua số điện thoại 0989737960. Và ngoài ra Lê Hoàng còn một cái Facebook, đó chính là Facebook Lê Hoàng Studio thiết bị thu âm chính hãng, mà trong tất cả những các clip và những cái đường link mô tả clip Lê Hoàng đều để thông tin này ở trên đó. Anh chị và các bạn nhớ chú ý cẩn thận để khi đặt hàng bên Lê Hoàng, muốn mua sản phẩm bên Lê Hoàng thì lên YouTube Lê Hoàng Studio coi những cái sản phẩm review trên đó. Thứ hai, anh chị liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại 0989737960 hoặc Zalo 0989737960 hoặc nhắn tin trên Facebook Lê Hoàng Studio thiết bị thu âm chính hãng. Anh chị và các bạn nhớ chú ý nha, đừng có để mình mua ở những cái nơi mà không phải Lê Hoàng Studio, thì nhiều khi họ bán những cái thiết bị không có uy tín thì đâm ra lại là anh chị và các bạn là người thiệt thòi. Cho nên là khi mua hàng thì nhớ chú ý, và hy vọng thông qua clip này anh chị và các bạn có thể biết được đâu là Lê Hoàng thật sự, còn những cái kênh trên đó là không phải là Lê Hoàng. Rồi, Lê Hoàng xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian xem clip này của Lê Hoàng. Thì anh chị nào yêu thích Lê Hoàng có thể nhấn nút subscribe, đăng ký kênh YouTube cũng như cái chuông bên cạnh, để khi Lê Hoàng có đăng clip gì lên thì anh chị có thể nhận được ngay lập tức luôn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.